bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Thời mạt pháp trả dài rất trong, kỳ hạ quân chết sống lẻ thay. Đời xưa trả bao thị chày, đời nay trả bao một giây nhãn tiền. Tiên qua bước hoàng nguyên trần tục, thánh lộn đường giây phúc phàm phu. Tu hay là chẳng có tu, bể ngoài không kể chi tu tâm hồn. Tâm giác được phàm nhân qua thanh, tánh mê còn tiên dính hồng trần. Thân trầm tự xử lấy thân, lấy câu nhân quả định phân khỏi lầm tự xét mình. Khởi tâm thiện ác, tự xét mình tạo tác hung. Kính thưa cô chú, các anh chị cùng đại gia đình thân mến, hôm giờ thì Lượng Anh cũng đi ghi hình ở chùa Hòn Đỏ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mình, nó nằm gần ở Hòn Đồng. Cả nhà đi ra thì phía tây mặt cái nhà đó là cổng chùa Từ Tôn cả nhà. Trên lên Lượng Anh cũng đi ghi hình đoàn cải lương về phục vụ ở xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, để hát từ thiện, để kiếm cái quỹ vô cho nuôi người bệnh ở trong đoàn đó. Trên lên Lượng Anh đi ghi hình về, bữa giờ mà Lượng Anh không có đăng tải lên trên YouTube được, trên cả nhà mình thông cảm vì Lượng Anh đi ghi hình cải lương. Có đêm thì Lượng Anh đi lên ghi hình xong cũng cho vài trăm, cứ đêm 300, 200, ba đêm 200, để coi như cứu cái người ở trong đoàn hát á, họ bệnh á, họ đi xin tiền, thấy tội nghiệp quá cả nhà, thành ra Lượng Anh cũng cố công đi lên là trước là quay ghi hình để coi như đăng tải lên YouTube cho bà con mình, cả nhà mình cùng xem cải lương, để ôn lại truyền thống của ông cha ta để lại. Một mai sợ nhiều khi nó bị lưu lạc mất bỏ nguồn cội đi, cho nên Lượng Anh cũng ráng đi ghi hình để về, để đăng tải lên, để giữ cái truyền thống của người Việt Nam mình, cả nhà. Cho nên Lượng Anh đi ghi hình ở chùa Hòn Đỏ, nhưng bữa nay Lượng Anh đang để chuẩn bị đăng tải video lên, cả nhà mình cùng xem và vừa tham quan chiêm ngưỡng chùa Hòn Đỏ, tên gọi là chùa Từ Tôn cả nhà. Tên thường gọi là Hòn Đỏ mà tên chùa là tên Từ Tôn. Cả nhà mình cùng đi tham quan và chiêm ngưỡng khung cảnh chùa và cùng đi lễ Phật luôn nha cả nhà. Mời cả nhà mình nghe ra cái Lượng Anh truyền tải thông tin về chùa Từ Tôn, cả nhà mình cùng tham quan và nghe luôn nha cả nhà nha. Chùa Từ Tôn được xây dựng trong hơn 40 năm bởi sư thầy Thích Viên Mãn, ngồi tấm lòng thành kính Phật tử, thầy nguyện ý dựng chùa ở đây còn vì mong ước cứu khổ cứu nạn, đem đến bình an cho người dân biển Nha Trang mỗi khi ra khơi. Theo lịch sử ghi lại, chùa Từ Tôn Nha Trang được xây dựng từ năm 1960 với sự khởi xướng của Hòa Thượng Thích Viên Mãn. Tên gọi Từ Tôn được thầy đặt theo danh hiệu của Đức Phật Di Lặc, và trong một kinh Phật có câu từ bi thị hiển Di Lặc Tôn, kính Phật. Ý chí Từ Tôn nên đặt pháp danh này cũng thể hiện lòng yêu mến Phật của sư thầy. Hòn Đỏ khi ấy chỉ là một nơi hoang vu giữa biển khơi, chỉ có đá và vài cây xanh lưa thưa thớt, nhiều ngư dân cũng thường neo đậu ghe tàu ở đây khi đánh bắt. Khi có sự xuất hiện của chùa nên nơi đây mới bắt đầu có sinh khí và tươi đẹp hơn hẳn. Đến năm 1974, ngôi chùa vẫn còn dở dang, nhưng sư thầy đã lâm trọng bệnh, do đó trụ trì Thích Chức Minh đã chấp quản và hoàn thiện các công đoạn còn lại như vườn tượng,
Lâm Ti Ni, Nghinh Phong, Đài. Và nhiều năm xây dựng và cải tạo ngôi chùa từ diện tích nhỏ bé trên quên đã trở nên khang trang, ấm cúng như hiện tại. À, cả nhà mình vừa đi tham quan mà vừa nghe Lượng Anh truyền tải thông tin ở chùa Từ Tôn nha cả nhà, tên gọi là chùa Hòn Đỏ cả nhà. Trong những cái vị trí độc đáo, chùa Từ Tôn còn có lối kiến trúc gây ấn tượng cho không kém trên đảo, chủ yếu là cây cối tự nhiên lâu năm tạo nên không gian tĩnh mịch linh thiêng hiếm có. Đặc biệt toàn bộ khuôn viên chùa đều được thiết kế tự nhiên, nhất là thể nghĩa là hạn chế tối đa tác động của con người đối với địa hình của Hòn Đỏ. Hướng chính diện của chùa quay về phương nam, nhìn rõ hơn hòn yến, hòn tre, hòn khói, phía trước chánh điện, tượng Quan Âm được đặt trên bãi đá nghiêng trơ hướng ra biển. Điều này ngụ ý cho ước nguyện bình an của ngôi chùa đối với ngư dân Nha Trang. Từ trung tâm thành phố Nha Trang, du khách có thể di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy qua cầu Trần Phú rồi rẽ vào đường Phạm Văn Đồng. Sau đó sẽ gặp trạm dừng đi chùa Từ Tôn. Đến đây du khách sẽ có hai lựa chọn. Một, diễn đến chùa đi bộ từ biển Hòn Đỏ. Chỉ khi thủy triều rút giữa Hòn Đỏ và bờ biển sẽ xuất hiện con đường cát nhỏ, du khách có thể chọn đi bộ đến chùa. Đây là trải nghiệm rất thú vị khi du khách được đi giữa biển nước. Khi thủy triều dâng, con đường cát biển mất thì du khách phải đi chuyển bằng xuồng, ghe, cano để đảm bảo an toàn. Đây là cách di chuyển thông thường nhất. Chùa Từ Tôn Nha Trang tuy được xem là điểm du lịch tâm linh nhưng về cơ bản thì đây là vẫn gọi là nơi sinh hoạt tôn giáo của các Phật tử. Do đó ngôi chùa không tính phí tham quan, tất cả sự ủng hộ của hỗ trợ chùa đều tùy vào lòng hảo tâm của du khách. Đến tham quan chùa Từ Tôn hay bất cứ ngôi chùa nào, du khách đều cần lưu ý đi lễ chùa cần ăn mặc giản dị chặt chẽ, hành sự nghiêm trang cung kính, vào Phật đường không đi giày dép hút thuốc, không bẻ cành há hoa, không thắp hương bừa bãi vào gốc cây, bãi đá, chậu hoa. Nên tìm hiểu về chùa các bạn trước khi dâng lễ, tránh gọi nhầm tên của Đức Phật Thánh trong chùa. Du khách nên có một sự thành tâm khi đến chùa. Điều này quan trọng không chỉ là trong tâm thức mỗi người chỉ tìm đến đây, mà còn thể hiện sự thành kính, văn hóa của người đi lễ. Ngồi ngôi chùa Từ Tôn độc đáo Nha Trang còn có nhiều đến chùa nổi tiếng linh thiêng khác như chùa Đá Nha Trang, chùa Linh Sơn Nha Trang hoặc các điểm đến hấp dẫn, tháp Bà Phô Naga, nhà thờ đá.
ít du khách biết rằng có một ngôi chùa từ tôn. Nhà trên trên đảo Hòn Đá chỉ cách bờ 300 mét. Hòa trong tiếng sóng biển, chuông chùa ngân vang, du khách sẽ cảm nhận được sự thoải mái nhẹ nhàng đến lạ. Hòn Đá Nha Trang với vô số tảng đá muôn hình muôn vẻ được xếp chồng lên nhau không chỉ nổi bật với thiên nhiên kỳ thú, nơi đây còn có công trình kiến trúc độc đáo đang chờ bạn khám phá. Hòn Đá Nha Trang không chỉ những bãi biển đầy nắng gió với những lặng dừa ngút ngàn, mà nơi đây chỉ là một công trình tâm linh, nơi có tiếng chùa từ tôn với diện tích 900.000 mét cùng kiến trúc vô cùng độc đáo. Những điểm vui chơi sôi động còn có những khu du lịch tâm linh Hòn Đá Nha Trang và công trình chùa Từ Tôn, một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng đang là chốn ghé thăm của rất nhiều du khách. Nếu bạn muốn dành cho mình phút giây tận hưởng sự an lạc thanh tịnh thì hãy ghé Hòn Đá một lần. Hòn Đá Nha Trang dù có diện tích khá nhỏ, song với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ yên bình, nơi đây thu hút khá nhiều du khách ghé thăm để tận hưởng mát mẻ hài hòa của cảnh quan bán tự nhiên. Nơi đây có tên gọi là Hòn Đá bởi khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống, những phiến đá sẽ ánh lên sắc đỏ rực rỡ đẹp mắt. Hòn Đá, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nằm trong bờ biển cuối chân dãy Cù Lao chỉ 200 mét. Những cái bãi đá được hình thành từ cách đây cả triệu năm. Trên Hòn Đá không chỉ có một vẻ đẹp thiên nhiên mà còn có vẻ đẹp của một công trình kiến trúc đặc biệt. Kiến trúc nơi đây nhanh chóng trở thành địa điểm được nhiều du khách yêu thích sự mới mẻ tìm đến, đó là chùa Từ Tôn. Chùa Từ Tôn Nha Trang, Khánh Hòa được xây dựng vào năm 1960 do Hòa Thượng Thích Viên Mãn sáng lập, giống như chùa Từ Vân, chùa Ba Bảo Nha Trang hay Pháp Viện Thách Sơn Nha Trang, thì chùa Từ Tôn cũng nổi tiếng linh thiêng do vị trí đặc biệt nằm tại hòn đảo nhỏ giữa biển nên không gian chùa rất tĩnh mịch thanh tịnh. Chùa Hòn Đá Nha Trang nằm giữa biển khơi với tiếng chim hót, tiếng sóng vỗ rì rào mang đến cảm giác yên bình. Hướng đông của chùa Từ Tôn có những bãi đá bằng phẳng được triền bằng, là nơi các tiên ông chơi cờ. Hướng chính cửa chùa có hướng nam quay về đảo Hồng E, hướng tây về Chúa Ngọc, Bà Chúa Ngọc. Đây là bạn có thể ngắm toàn cảnh thành phố Nha Trang cùng tháp bè Phonaga. Hòn Đá Nha Trang chỉ cách khoảng 200 mét, khi triều cường dâng lên các bạn có thể tham quan đảo viếng chùa bằng cano. Có 3 cano chở du khách sang đảo hoàn toàn miễn phí, gửi xe máy ô tô trên đất liền là 10.000 đồng Việt Nam. Khi triều cường xuống, bạn có thể lội bộ qua biển đến đảo
lễ chùa, vì trên hòn đảo có chùa Từ Tôn là địa điểm du lịch tâm linh thiêng liêng, nơi bạn cần chú ý trang phục lịch sự kín đáo. Thời điểm nên đi là vào ngày rằm mùng 1 để cầu nguyện và tận hưởng trọn vẹn không khí trang nghiêm tâm linh. Đây là một lúc thủy triều xuống, bạn có thể trải nghiệm cảm giác đi bộ qua giữa biển. Kính thưa cô chú các chị, mình Lượng Anh truyền tải thông tin cho cả nhà mình cùng vừa nghe vừa đi chiêm ngưỡng vừa tham quan chùa nha cả nhà. Lượng Anh đang đọc thông tin cả nhà được nghe. Bạn nên đến chùa Từ Tôn vào những ngày rằm mùng 1 để cả cảm nhận được không khí thanh tịnh tại nơi đây. Trong thành phố biển mà nổi tiếng là một có những rất nhiều điểm tham quan vui chơi siêu chất chiêu đá cho mọi du khách. Một trong số người điểm đến được yêu thích nhất tại đây là chùa Hòn Đỏ. Cả nhà mình cùng đi tham quan cùng lễ Phật nha cả nhà. Theo Lượng Anh truyền tải thông tin như đó rồi cả nhà mình cùng nắm bắt được và cùng hiểu thêm về khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh về của đạo Phật Việt Nam chúng ta tại chùa Hòn Đỏ. Mời cả nhà mình cùng đi tham quan và chiêm ngưỡng. Ở đây thì chùa được Hòn Đỏ thì nó thật cả nhà là rất là hiền hòa, mấy mẹ làm phim mà mát mẻ, mấy làm YouTube mà tiếng chim hót thì rất là nhiều. Tại vì ở đây không ai săn bắn hết, cả nhà ở chùa mà đâu ai săn bắn chi, chim nhiều lắm. Là mời cả nhà mình cũng chuẩn bị đêm vào chánh điện để tham quan nha cả nhà. Dạ không, em mua cái Samsung có 11 triệu chị. Mà nó nhầm theo cái sao á. Lấy hình gì? Nhỏ mà. Nhỏ hả? Mới số 10 mà. Xin phép nha, quay luôn nha. Quay rồi xem kiểu gì hình nữa. Cái này là em quay là em đang lên vô tải YouTube luôn, 100 mấy chục nước xem lần mà sao lấy hình. Rồi, được rồi, quay ít em thôi. Cài bên đi qua quốc tế luôn mà. Hà Lan, Phần Lan gì. Thôi, cảm ơn. Cái Samsung ở đây quay YouTube. Quay thôi. Rồi mời cả nhà mình cùng đi tham quan chánh điện chùa Hòn Đỏ nha cả nhà. Tên gọi là chùa Từ Tôn nha cả nhà. Trong chùa Hòn Đỏ này là toàn cột kèo bằng gỗ hết nha cả nhà. Cả nhà mình vô tham quan rồi thấy khung cảnh rất là đẹp và trang nghiêm, hiền hòa, đi vô trong người nó nhẹ nhàng.
bốn bên toàn là Phật không cả nhà. Cũng như mình đi chính giữa là phê Phật che chở con người của mình xung quanh như vậy cả nhà. Khung cảnh rất hài hòa mát mẻ lắm. À, dù có đi cái nắng cỡ nào nữa cả nhà mình cũng thấy mát. Nhà Lượng Anh xin mời cả nhà mình bước lên chánh điện cùng chiêm ngưỡng và tham quan đi lễ Phật luôn cả nhà. Rồi cả nhà mình dần dần đi vào lễ Phật. Cả nhà mình thấy hàng cột không? Toàn bộ đều gỗ hết. Và cả nhà mình cùng xem cái Lượng Anh ghi hình chùa Hòn Đỏ thì cái nick này nó hơi dài nha cả nhà. Cả nhà mình cùng theo dõi cho thật kỹ và chiêm ngưỡng cho đầy đủ đỡ biết khung cảnh chùa Hòn Đỏ tọa lạc tại thành phố Nha Trang, phường Vĩnh Thọ nha cả nhà. Lượng Anh cầm máy ghi hình trên. Lượng Anh chưa đi lễ Phật được xong, quay xong rồi Lượng Anh bắt đầu tắt máy rồi xong Lượng Anh mới đi vô lạy Phật được cả nhà. Đây là phía sau của cả nhà. Có cơ không? Đây là trong chánh điện cả nhà. Sáng mai ra sắp xếp mà lấy nhau rồi.
Mời cả nhà mình cùng tiến về phía trước, đi ra mặt trước của chùa Hòn Đỏ là nơi cổ biển mà thờ mẹ Địa Mẫu ở cả nhà. Lượng Anh đi lần lần ra, cả nhà mình cùng đi tham quan luôn nha cả nhà. Nhờ thôi Lượng Anh cũng xin chúc cả nhà mình xem qua kênh thông cảm con từ thiện của Lượng Anh. Thì Lượng Anh cũng cầu chúc cho cả nhà mình bình an vạn sự, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, đêm an lành, ngày an lành, bước sang năm mới bình an vạn sự, gặp nhiều may mắn nha cả nhà. Cả nhà mình có xem kênh của Lượng Anh thì cả nhà mình cũng nhớ đăng ký cho Lượng Anh rồi chia sẻ like dùm cho Lượng Anh để kênh có động lực hơn nha cả nhà. Lượng Anh xin chúc cả nhà dồi dào sức khỏe. Thôi cả nhà mình cùng đi tham quan nha.